Hello tất cả các bạn. Cuối rồi. Mày chết người. Hôm nay thì anh Phương sẽ cùng các bác giao lưu và test về những quả súp bãi Mỹ quánh bằng cục đẩy công suất chuyên súp. Quánh súp Mỹ nó ra tròn trịa này, chắc nịch, và đánh nó áp lực, nghe nó như kiểu quánh thẳng qua tim luôn. Hai bát 40 từ 22 côn 100, dòng súp đầy 4715X, thiết kế thùng phải nói rằng là đẹp mướt man luôn, trông cái này đúng là quyến rũ thật. Những bác nào mà nhà có đôi súp này em nói thật sự là trở thành nhà giàu luôn. Quánh mấy con đẩy chuyên súp này nó rất là chuyên môn. Đấy, công lực của nó khỏe thoải mái, với công suất của nó là 1500W cho một kênh này, thoải mái cho bác vỗ được những quả súp và kép 40 này. Ok, con này đánh tốt đấy, đánh tiếng sâu chắc và tròn, có lực, đánh có khoảng độ 50% công suất của súp thôi, nhưng mà đánh nó rất là mạnh mẽ. Giá thành đầu tư thì con này quá hợp lý luôn. Ngày hôm nay giá lẽ ra bình thường những con này nó phải rơi vào 5 triệu đồng, ngày hôm nay bán giao lưu với các bác chỉ có 4.800.000 đồng bao ship, 4.500.000 tại cửa hàng. Súp 415 tôi này hiện tại đang có giá là 45 triệu đồng tại cửa hàng, giá ship cho các bác là 46 triệu, rẻ như súp đơn, nhưng mà chất âm của nó thì nói phải nói rằng là súp đơn đứng ở đằng xa đi, chấp khoảng độ 50 mét trước chạy 100 mét. 4715X. Đây này, những cái con máy nó như thế này các bạn. Máy nó đầy đặn và toàn dây đặc linh kiện luôn. Dòng đẩy súp này đánh tiếng nó khác hoàn toàn với những đẩy 2 kênh, 3 kênh để đánh súp. Bởi vì con này nó mạch của nó toàn bộ là tập trung xử lý phần giải bát, giải âm sắc từ 150 cho đến 30Hz. Đấy. Đánh con Benji này. Ok chưa? Cả hai con đều đẹp như mới. Ok, bác nào đầu tư đến súp hoặc là đến đẩy chuyên súp alo cho em nha. Nhanh tay cái mã này, em nói thật là với cái giá mà 4.800.000 đồng thì cái mã này chỉ có 4 con, bán nhanh vật trương luôn. Số máy của em là 0971